sớm thì sao bên nè. Nè, hai đây cô để dưới đất gì nè ha, thấy thấy quả pháo rồi ha, cái đầu một khi quả pháo nó theo theo thì cô đi theo quả pháo nha. Đèn đi lên lầu tắt đi. Trên lầu quá ngoan. Ô đẹp đẹp. Ô đẹp quá đẹp. Xong luôn. Đó vậy mà cũng kêu không đẹp. Giờ tới chú thụ đó. Còn chắc được 30 phần 1. Chúng ta mình làm cái máy á hả? Đi, cái còn được 30 gì? Đó đó, còn có 50. Chạy giờ rồi sao? 20, 26. Còn cả 30 viên rồi mà, hơn 30 viên rồi mà. Biết rồi, vậy biết rồi. Tiếp xong rồi tới 20 viên mà chú. Quan tới. Từ từ đi, con nhỏ nhất mà. Ba nữa đi rồi. Dạ, con đi. Con cái cửa cái gì? Năm ơi, con chúc thầy sức khỏe. Cô hả? Dạ con. Dạ ta. Dạ với ảnh. Khang để xin chúc cái gì chưa chứ vậy. Chúc xong năm mới vui vẻ thôi chứ biết cái gì cả. Đừng ai lấy cái gì. Dạ con ngoan. Chúc xong năm mới vui vẻ. Rồi, cảm ơn sư ông. Dạ, Tâm Phước, chúc sư ông vui vẻ, khỏe, năm sau đốt nhiều hơn. Cảm ơn sư ông. Rồi, còn ai nữa? Dạ, con quên. Năm mới cũng chúc ông sư ông vui vẻ. Anh Thận ơi.
Nam nữa. Lấy miếng thôi. Dạ, cảm ơn sao. Lấy nữa. Dạ. Đâu rồi, Nam đó. Nam vô đại đi. Ngoan. Tao. Dạ. Lâu quay cho sư cô vô. Ồ, nói. Không. Cô vô chứ, cũng có. Cô vô đi, quay cho. Cầm đi, không à. Mạnh khỏe, ba cũng ngoan. Dạ. Mạnh khỏe, ba ngoan là sao? Ủa đứa nào gọi đèn dùm coi, tối ụ à. Có quay bật lá, đâu biết. Mạnh sao? Dạ, cô tắt đi. Lâu nay. Đâu đây? Đây, nhiều hơn nè. Tắt đèn anh Nam ơi, tắt đèn. Chín trăm tháng trà nước chưa nóng không? Cái này con trăm mà. Thì đó, quan trăm nắng. Đó, quan trăm là thôi. Không phải, con nói trà này vừa chăm vô khoảng 1-2 phút uống liền nó mới ngon. Nãy giờ mình để là 30 phút luôn rồi. Sáng ngày chín thấy dây sôi sôi tim tính nó chăm vô ngủ quá chín xả nước chăm rồi nóng lần nó chăm vô mà nó cũng không đắng không ngoan chăm mà cũng đắng quá trời. Trà này trà đắng này trà gì mình la dữ vậy? Trà nhiều không thấy trà nhiều tính coi trà nhiều. Trà thì ngon lắm nhưng mà tại không uống chứ trà ngon á chứ. Dạ. Trời chứ ông mà. Đắng không đắng á. Nào không để nổi luôn không? Cũng đã hồi nó kiếm ít mình ngủ nước nuốt cũng ngọt ngọt. Chà, đã lại. Chà đã bỏ mấy chừng cơm bao lọt, cộng gì chứ. Dạ nó nghe chà này chà đắng á. Hả gì? Đậu, chà đắng là đậu, nó mùi bắt, đang uống. Mình đây Tây Nguyên mày, phải không em? Dạ Tây Nguyên. Tây Nguyên hả? Dạ. Mình ở miền Tây. Biết rồi. Tên Tây Nguyên chứ. Mình là Tây Nguyên, Tây nữa.
Để chút mình sạch thì có cái mạng nó sạch rồi hả? Phải. Rồi gì phải phải năm mới phải phải ừ phải. Luôn tiện khó khăn lại sạch gạt cái làm chỗ nào nữa. Uống chút nước vô nha. Uống chút nước vô nha. Gửi tao nha. Gửi qua cái kia thôi, tao chút nữa. Sáng nè. Năm nay mấy video này biết hay gì không em? Thường thường thì quay pháo hoa không đẹp mà năm nay nó có tiếng nổ. Chứ tiếng dạ, nổ. Đúng rồi. Là tiếng pháo bình thường á. Mỗi năm mình câu là nó đâu có tiếng nổ. Hôm nay là quay có tiếng nổ. Nhưng chín chín lắm. Cha mình chưa uống, nói chung là không ai uống, mình chính uống nha. Chứ cô cũng uống đó nè. Chính là người lớn người ta không uống. Không phải người lớn người ta thích cái đắng cay chịu nhiều người ta không á. Còn như không là không có sư cô không dám nấu nó nhiều vòng vòng không ai thích đắng cay chứ mình chính định phải. Không phải không phải. Chính chịu đắng cay chính quen rồi. Bánh nó sẽ làm nhất quá. Dạ không, cũng tùy lúc rồi cô ơi. Cô nghe nói tùy lúc. Ba lon nha, ba lon. Ví dụ lúc, nhưng mà lúc nào lúc mát á. Lúc nào mà mát mát chưa, đủ nước á. Có chú vui chứ không có chắc mùa hiệu á. Con nói con, không có nói tao, nói lúc mà thiếu nước lúc đủ nước. Con đủ nước nó nhiều mà thì thiếu nước nó ít. Mà nước kia thì tự ai nấy biết à. Vậy thôi ngoan, phải có nhiệm vụ thêm nước cho chú. Thêm một nước vào cho chú. Thêm giờ tới sáng là coi như chúng ta nhiều quá, nhiều khi tàu quá. Không ăn nó biết cái gì nhiều, chăm nhiều quá. Như cây tưới nhiều quá nó ôi nước còn. Nhiều quá tốt. Nhiều không nhiều quá ôi nước. Không phải tưới đều đều ha. Dạ dạ. Sư ông uống chút trà không? Để trường mai ngày mốt rồi nữa. Thôi vô rồi mai cắt luôn uống. Kẹo ta. Nước sôi đây rồi. À nước sôi hả? Dạ. Ăn đi chú. Dạ, ăn kẹo chú luôn. À, dạ. Sao ăn riêng cái đặc sản ở dưới quê đạo, không ấy? Đạo kẹo chuối. Hả? Dường như kẹo chuối là đặc sản ở dưới quê chú ơi. Nhưng mà quen. Thường thường đó bú sữa mẹ sữa người ta đâu bú đâu. Trước thì đi ghé mua bịch kẹo mang lên nữa. Ờ kẹo kẹo. Ủa hai chú giờ ai lên? Dạ đây là cái chín lớn chín cũng hanh xôi. Cái đây 8 con chín nhưng mà tuổi thì lớn hơn con. 8 lớn hơn chín hả? Dạ ta không chín lớn hơn 8 mà tuổi lớn hơn 8 lớn hơn chín. Bắt đầu đói đói tình rồi. Nhã ăn lại ngược rồi tôi ngược. Tâm Phước hay lộn này lắm này. Con dạ con này con thứ 9. Hiện này có 8 nút con 9 nút. Con anh mà tuổi thì đây là năm nay nghiêm chỉnh rồi. 53. Năm 3 con 51. Nặng ký hơn. Rồi năm sinh con 71 này 69 nó tùm lum đậu tới đâu hoài. Con không hiểu sao đâu. Cứ đậu tới đâu luôn hoài. Cười à. Vô bài à. Lỗi vậy giờ uống nước xong rồi giờ đi à vô à. Thôi chứ không ai nói uống xong tôi vô. Nói tôi vô. Uống nước đi. Dạ chứ không, còn gì chơi xong vô đi nghỉ luôn. Dạ chơi.